Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp. Hôm nay để xem một căn nhà rất là đẹp mà nhỏ xinh gọn. Nhà 1 trệt 2 lầu, diện tích 3x3m, 5m rưỡi, khu bệnh viện Hồng Đức Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà hẻm xe hơi giá hời chỉ có 2 tỷ 29 mà thôi. Đây, hẻm thực trước nhà rất là sạch sẽ, rộng rãi. Nhà 1 trệt 2 lầu, hướng Đông Nam, khu bệnh viện Hồng Đức, Ủy ban nhân dân phường 10 và gần Ủy ban quận, nhiều tiện ích trung tâm của Gò Vấp. Giá 2 tỷ 29, mỗi tầng là một phòng ngủ riêng biệt rộng, có cửa riêng và ba vệ sinh. Hẻm an ninh và khu này là thì mua ở rất là lý tưởng. Nhà gia chủ mới sửa lại rất là sạch sẽ, sáng sủa và an toàn khi mà từng cái hệ thống ban công phơi đồ đều có song sắt rào lại. Nhà còn trống, sạch sẽ, đẹp đẽ, chỉ cần vào là ở ngay thôi.